tôi tên là anh. Tôi bị bệnh Parkinson. Đến chào nữa. Bắt cho lên cao đi. Cầm mic cao lên đi. Tôi bị bệnh Parkinson đã cách đây cũng gần 2 năm. Dạ. Hơn 2 năm, hơn 2 năm rồi. Tôi ngày về mẹ đến 108 rồi phát hiện như vậy. Thì họ có nói là bệnh này không chữa được. Đi sang bên này thì thầy Châu trong này tôi cũng cùng với vợ đã sang lên đây thầy dạy và tập và thêm đá rồi bấm huyệt xoa bóp thì 11 tháng nhưng nói chung là đến bây giờ thì tình trạng khỏe khác hơn nhưng mà khỏi thì chưa có dấu hiệu khỏe hẳn sao khỏi được mà có dấu hiệu tốt hơn tôi đi lại thì một cái 10 phần thì nó đỡ luôn được đến 4-5 phần rồi tốt quá rồi thế cho nên là thì tôi cũng lần này ra đây cũng mong là được tiếp thầy coi như là làm sao coi như là giúp đỡ tôi có thể đi làm được được nên cảm ơn rồi. Em trước tiên xin chào thầy, chào tất cả các anh trong ban phụ huynh và trong câu thân chỉ trong câu lạc bộ thân chỉ Yên Tâm ở Tu Vì này. Năm ngoái là năm 2015 thì em có đến đây để học lớp thân chỉ Yên Tâm do thầy dạy. Trong quá trình học thì chúng em cũng thực tập ở lớp này và khi về nhà em áp dụng chữa cho nhà em liên tục trong vòng tất cả 11 tháng thì nó có dấu hiệu mới đầu thì trên đầu nó là dần dần này rồi lúc khi nó hết cái ý độ khoảng phải 2-3 tháng sau thì nó hết, sau rồi dần dần các cái chỗ bị chai cứng ở chân thì nó cũng đỡ đi và nó mất dần thì kết hợp với trần đá thì bây giờ nói chung đi lại nó cũng dễ dàng hơn, nó không khó như ngày trước. Rồi. Và ngày trước em xin cảm ơn thầy và rồi. Anh chị em trong ban huấn luyện và nhất là vợ chồng anh chị Minh Hoa đã nhiệt tình giúp đỡ. Rồi, xin cảm ơn. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.